Thưa bác hai, lúc nãy con có trò chuyện với một cô đến viếng mộ người thân đó. Ừ. Thì cô đó có chia sẻ là ngày xưa có một cái cô gái chết lúc còn mang bầu á bác hai. À, thì có rất là nhiều người thấy bác hai. Ngồi cạnh ngay cái mộ đó, thí dụ người ta đi ngang cái là cũng như cổ ngồi, cũng như mấy người người ta đi gần ấy, người ta thấy hết trơn. Ở nguyên cái dây sóc ở dưới này người ta cũng thấy. Mặc cái đồ trắng, mấy người ta nói đồ trắng mà không thấy mặt, người ta thấy tóc xả xuống thôi. Ghê dữ bác hai. Mới cất cho nó cái nhà, cũng như cất cái miễu đó. Mày cất chặt quá, tối bắt đầu là nó về nó cho nguyên cái xóm nó hay chứ nó. Mấy cái người phải cất cái nhà lại để tôi dẫn chiếc xe đạp tôi vô mới được. Trời ơi ghê bác hai. Ừ, còn nếu không có rồi thì nó cũng như nó phá nguyên xóm lại. Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang đứng trên tuyến đường 595 thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ở phía bên tay phải màn hình của quý cô bác anh chị là một trong những cái nghĩa trang rất là lớn ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ở phía xa xa quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy một ngôi chùa. Ngôi chùa này có tên là ngôi chùa Tà Bạ, một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở tỉnh An Giang. Hôm nay thì Tình đi trên tuyến đường 595. Tình thấy có rất là nhiều quý anh chị bà con cô bác tập trung rất là đông ở nghĩa trang. Nếu Tình đoán không nhầm, anh chị bà con cô bác đang làm tảo mộ, chuẩn bị tới ngày thanh minh đó quý cô bác anh chị. Thì Tình cũng thấy rất là đông anh chị bà con cô bác nên cũng tò mò muốn dừng lại tìm kiếm một vài câu chuyện ly kỳ để gửi đến quý cô bác anh chị. Dạ con chào bác. Chào em. Bác ơi, bác cho con hỏi là anh chị bà con cô bác ở đây đang làm công việc tảo mộ để chuẩn bị đến ngày thanh minh phải không bác? Dạ. Năm nay ngày thanh minh là mùng 5 tháng 3 âm lịch. Còn dương lịch thì cũng mùng 5 tháng 4. Thì cái này nó thông lệ thì cứ hàng năm vậy đó. Thì thanh minh thì cô bác người ta lên người ta làm, ai cũng có thân nhân vậy đó. Dạ. Người ta làm rồi bắt đầu là tới năm nay là đúng mùng 5 cái là người ta lại người ta cúng. Là năm nào mình cũng làm giống như thế này đúng không bác? Giống như mà nó thay đổi ngày. Mỗi một năm thanh minh nó thay đổi ngày chứ không phải nó lấy cái ngày cố định. Dạ. Nghĩa trang của mình tên gì hả bác? Cái này nó nói cũng như là nghĩa địa Tà Bạ vậy đó. Nghĩa địa Tà Bạ cũng như cái tên của là lấy theo cái chùa núi luôn. Dạ. Cũng như chùa thì cũng chùa Tà Bạ thì cái nghĩa trang ở này với cái chiền cũng Tà Bạ luôn. Dạ. Cũng như cái tên mà nhân gian người cũng như ta gọi thường gọi đó. Dạ. Bác đang tảo mộ cho những người thân trong gia đình hay sao bác? Cái này mình làm cho cô bác ở ngoài chợ đó. Ta vô người ta nhờ mình làm để bắt đầu người ta cúng cho thân nhân người ta. À, có nghĩa là bác làm cái công việc quản trang ở đây hả bác? À, thì ở đây thì giữ nhưng mà giữ cũng một số lượng nó ít thôi. Giữ cũng như cái ở chiền ở ngoài lộ này thôi chứ còn ở trên đó mình không có giữ. Dạ. Thì hàng năm đó thì mình tới giờ tới ngày mình quét dọn sẵn vậy nè. Dạ. Rồi đến ngày cúng cái người ta cúng cái rồi vậy là xong. Bác làm công việc quản trang ở đây luôn chưa? Dạ, thì ở đây nó cũng làm nó cũng như giúp cho cô bác, thì cũng có những người ví dụ người ta ở gần đó người ta thấy mình vậy đó. Dạ. Thì mình cũng làm cũng quét dọn vậy đó. Dạ. Cũng lâu rồi cũng trên dưới 20 năm rồi. Dạ. Bác tên gì hả bác? À, bác tên Phương. Dạ. Bác Phương năm nay nhiêu tuổi hen bác Phương? Bác năm nay 71 tuổi. Dạ. Rồi nhà của bác Phương ở gần đây không? Cũng gần luôn, gần cái đằng kia. Dạ. Lúc nãy con có trò chuyện với một cô cũng đi tảo mộ ở đây ra nè. À. Cô kia nói là bác Phương ở biết, đây rất là lâu rồi. Biết hết trơn á. Dạ. Cũng biết. Con có nghe cô kia chia sẻ là trước kia bác Phương á cất nhà ở trên ngọn cây. Ừ. Ở trên cái ngọn cây ngay chỗ cây gòn này đúng không bác? À, cái chùm cái ba đạn đó đó. Dạ. Bác Phương có thể chia sẻ cho con cùng với quý anh chị mà con cô bác được biết là tại sao bác Phương không có xây nhà dưới đất mà tại sao lại phải cất ở trên cây? Tại vì nhà như đó, còn bác ở đây thì nó ngay nó rừng gú nó âm u. Dạ. Rồi nó nhiều cái loại con này con kia nó độc đó. Dạ. Cái ý của bác là đi lên trên cũng như mình ở trên cái tầm cao thì để mình mới né tránh mấy cái anh đó đó. Đó như mấy cái anh gắn gít rồi đây cho đó. Dạ. Chứ còn cái dù mình ở với hai nữa bác ở đây rồi lên hai mấy năm mà cũng như ở độc lập của mình lên cũng có vợ con nhưng mấy kiểu cũng như thôi vậy. Không không ở chung. Dạ. Đó thành ra là bác chọn nhiều khi bác lợi cho nó mới chọn rồi đó. Ở đây nó nhiều cái lắm, đây một cái. Rồi mới là đằng chỗ mấy cái lùm cây đó đó, hồi đó là bác dài rồi sau này người ta có yêu cầu cái người ta đặt cô bác người ta rồi cho rồi tôi mới giao mấy cái chỗ mà nhà của mình đó để cho người ta vệ sinh cái người ta đặt cô bác người ta xuống vậy nè. Dạ. Yeah. Nằm xuống. Cũng như đất ở trên này là đất chung. Dạ. Yeah. Ví dụ người ta lấy cốt lên xong là quặng hết trơn đó thì mình thấy chừa cái lỗ đó đó. Thì mình lấy đất cái mình lắp xuống mơ mốt cô bác nào mà có cần thì mình giao cho lợi cho người ta lợi. Dạ. Mình lấy cái thành quả đó thôi, cũng như cái tiền công mà mình lấy đất mình đổ là mình lắp cái đó đó.
Dạ. Tại lúc nãy cô kia có chia sẻ với con á, là không biết tại sao bác Phương lại cất nhà trên ngọn cây. Con thấy lạ quá nên con thì cái đó quan niệm của bác ở, bác ở là hỏi cho biết thêm. Dạ. Mình ở là để nhiều khi mình sợ sợ con này con kia đó. Dạ. Ở đây ngày xưa rắn rất nhiều lắm ha bác Phương. Nhiều lắm. Bây giờ nó bớt rồi đó. Dạ. Chứ hồi đó dữ lắm. Đi ra ngoài đó em đi bằng đường, bằng đêm đó là em thấy rắn nó bò trên ngoài đường luôn. Mà rắn lớn lớn không lẽ chứ không phải rắn nhỏ đâu. Nhiều khi tụi chú chạy xe tới đó thấy nó bò ngang thì dừng xe lại để cho mấy ảnh đi rồi mình bắt đầu mình mới chạy qua. Dạ. Rồi lúc này cái con người nó quá đông á, đông quá giờ mấy ảnh ẩn đi vô sâu hết. Hồi mỗi lần con có đi ngang đây á thì thấy nghĩa trang của mình á cây cối mọc tùm lắm. Nhưng mà hôm nay thấy bà con cô bác đến đây dọn rất là sạch sẽ, nhìn rất là khang trang chỉnh chu luôn. Đây là một trong những cái nghĩa trang rất là đặc biệt nha quý cô bác anh chị, bởi vì ở phía xa xa quý cô bác anh chị nhìn thấy hai cái ngọn tháp đó, đó là chùa Tà Bạ. Thì cái nghĩa trang này nó nằm ở trên một cái ngọn đồi luôn. Cái tên nó luôn. Dạ, nằm trên ngọn đồi Tà Bạ luôn nha quý cô bác anh chị. Rồi hàng ngày bác Phương làm công việc như là dọn dẹp mồ mả ở đây, rồi bác Phương có làm công việc gì khác nữa không? Có rồi, cũng như là mấy công việc chính, công việc phụ của mình á. Cũng như hết rồi thì chú cũng xuống đồng. Thì nó ngay người ta kêu gì mình làm nấy đó. Còn cái giá thành thì mà mình không quan trọng cái đó. Dạ. Ví dụ như nãy rồi kéo ví dụ 1,5 triệu 2 triệu rồi cũng như cái anh gì đó. Dạ. Cũng như người ta biết người ta kêu mình giúp làm cái gì là mình làm cái nấy thôi. Nhiều khi đi tuốt cái gốc bên kia luôn. Dạ. Vận chuyển vật tư lên chắc khó chuyển lắm hả? Thì chuyển là chuyển bằng xe ông đa như chú chở nước nãy vậy đó. Dạ. Thì nó ngay người ta làm cũng như người ta lãnh cái đó như nãy chú lãnh có 1,5 triệu 2 triệu đó. Dạ. Chứ còn mấy cái người khác người ta lãnh tới 5-6 triệu. Dạ. Cũng như người ta làm thì cái người ta phải về người ta họp trong cái hội đồng anh em lại, ví dụ bây giờ chi phí gì đó. Dạ. Không phải là ấy, còn mấy thợ thầy thì còn cái dạng mấy công việc đó mình làm mình biết, nhưng mà kiểu cái kỹ thuật thì nó không có như người ta. Dạ. Làm mấy cái này thì cũng như chấp giá này nấy kia thì cái này chú là làm được hết trơn. Dạ. Thì công việc chính của chú là vậy đó, hết cái này thì hàng ngày thì cũng đi làm phụ hồ rồi cu ly rồi chứ, giờ nó ai kêu gì làm nấy. Dạ. Rồi cái thu nhập từ cái việc dọn dẹp vệ sinh mồ mả ở đây nè, có đủ trang trải cuộc sống cho mình không? Không bác đủ Phương? Đâu, tại vì cái này làm chỉ có cái mùa này thôi, cũng như vô cái mùa thanh minh với Tết là mấy ngày thường đâu có ai làm đâu. Dạ. Mấy ngày thường thì mình đi làm mấy công việc khác rồi. Dạ. Năm 2021 thì đại dịch Covid-19 diễn biến rất là phức tạp ở Việt Nam. Chắc bà con cô bác đâu có đến đây bảo mộ thanh minh cũng đâu hả? Cũng tảo luôn, nhưng mà người ta đi người ta không có đi đoàn. Người ta đi cũng như san kẻ, lên 5-3 người người ta làm, người ta rút về. Dạ. Thậm chí người ta làm tới đâu người ta cúng tới đó luôn. Dạ. Ví dụ năm ngoái thì cái thanh minh năm ngoái là ngày 22 hay là ngày 24 vậy đó. Dạ. Nhưng mà người ta lên người ta làm, nhiều khi người ta cúng trước thanh minh hoặc sau thanh minh, tại vì cái Covid nhà nước không đâu có cho tập trung đâu. Dạ. Đó thì lên ai lên là làm 2-3 người cúng xong cũng không tổ chức ăn nhậu luôn. Dạ. Đó rồi xong đàng hoàng hết trơn thì về, có năm nay thì không biết có cho tổ chức hay là không mà thì mình không biết. Dạ. Nhưng mà nghe cái hướng thì cũng như cái giờ nó trở về cũng như bình thường rồi thì chắc người ta cũng làm được rồi. Bây giờ đi ngang mình cũng thấy người ta ngồi nhiều khi cũng 5-10 người đó bình thường. Dạ thưa bác Phương, con được anh chị bà con cô bác chia sẻ ngày thanh minh ở miền Tây thì rất là vui. Anh chị bà con cô bác tập trung lại uống chung rượu với nhau, cho dù một người ở nơi nào đó đến thì vẫn được mời vào. Mời vô thì cũng mời vô thì cũng như cái ngày đó, cái ngày cũng như là cũng như cái ngày hội của ở bên họ, dòng họ người ta mình là thân nhân bạn bè ví dụ thì người ta cũng mời mọc anh vậy. Dạ. Đó là một trong những cái hào sản của người miền Tây phải không bác? Dạ. Hãy đi ngang mà thấy em thấy mà xe mà đi từ ở dưới cái dốc ở dưới đó mà dài lên tới trên ha, là cũng như là người ta đi lên ta cúng đó. Dạ. Sáng đồng lắm hả bác Phương? Đồng lắm. Dạ. Đó thì bây giờ mình tính mỗi một cái mộ như vậy là 5-3 người đó. Dạ. Cũng như tại vì trong này nó nhiều hộ chứ đâu phải là một hộ đâu đó, mình thấy không? Con thì có lên chùa Tà Bạ rồi và con thấy ở trên đó cũng có rất là nhiều mộ. Chỗ hồi nãy đó em ngồi đó em đi sẹt về bên kia là sau lưng của chùa Rau Sáu còn dữ nữa, cũng cũng nhiều dữ lắm. Dạ. Các ở trong tỉnh An Giang này nói về cái nghĩa trang, cái nghĩa địa là chỗ này là lớn, mà nó hầu như là trong cái miền Tây là chỗ này là nhiều nhất á. Dạ. Là cũng như cái số lượng mà chôn ở đây nhiều là nhiều nhất. Dạ. Hôm nay là ngày mùng 3, vậy còn 2 ngày nữa là đến thanh minh. Dạ. Khi dán gạch mình nó cũng ra là bằng đêm mình đốt đèn là mình làm luôn để cho kịp người ta cúng đó. Dạ. Đó gì về vấn đề ví dụ cái cách lên ta nói cũng như mình dán đi mà nó không kịp. Dạ. Ví dụ người ta nói bây giờ còn gán để ngày mai người ta cúng sớm. Dạ. Tại người ta cúng đâu phải đâu, như nguyên cái cánh này nè. Ở thành phố.
Nhiều khi ở thành phố người ta về, cái cô bác chú rồi mấy, còn cái cô hồi nãy làm là tự nhiên bên đó là cũng như cháu nội, còn cái này là ông già chồng của cái cô hồi nãy mà kêu tôi làm đó. Bên này là chồng của bên phe phía chồng cổ. Vậy là có khi bác làm đến khuya luôn, làm khuya luôn, làm cho kịp cái tiến độ, làm cho kịp để cũng như nhiều để dầu nhiều người ngày mai cái người ta cúng sớm, và nhiều người người ta đợi thấy tránh người ta cúng. Dạ. Đó còn vô cái thanh minh là chú phải đi lấy cốt rồi, tới cái thanh minh đó. Tại thanh minh là cái ngày lấy cốt mình khỏi coi giờ, đúng 6 giờ sáng lại là quật mộ, đập thùng rồi lấy cốt lên rửa bỏ vô cái quách là sẽ hoàn thành. Bác hai cũng làm công việc lấy cốt luôn hả? Lấy cốt luôn, mà thanh minh là lấy sau hè nè. Dạ. Rồi trở lại với cuộc sống đời thường của bác hai đi. Dạo này bác hai còn ở trên cây không hay là đã mướn nhà ở rồi? Lúc đó ở rồi, rồi bắt đầu mới làm đường, như có kế hoạch ta mở rộng đường đó, thành ra mình mới dỡ cái chòi đó đó. Dạ. Để cho mấy ổng làm đường đó. Hồi xưa là bác hai ở trên trên chỗ mấy cây này, chỗ bạch đàn đó, đó ngay chỗ cây bạch đàn đó mà bác hai có cái nhà cao lên, cao lên trên, thì cũng như nó hút cái đầu mình đó, mình làm cái gác đi lên. Dạ. Có khoảng 3 mét đó nha quý cô bác anh chị. Khi đến nghĩa trang ở Tà Bạ thì hỏi bác hai Phương biết, hầu như là đây, mọi người đều biết, đa số là nhiều người biết mình. Dạ. Tại vì đến mà mua làm cỏ đó, thì mấy cái người lao động chung cũng như biết hết trơn đó, thấy không? Người nào về cũng biết chú hết trơn á. Dạ. Bác hai Phương thì làm công việc quảng trang ở đây cũng khá là lâu rồi. Lâu rồi, 20 mấy năm rồi. Bác hai Phương có một vài câu chuyện tâm linh nào để con gửi đến cô bác anh chị không bác hai Phương? Có câu chuyện thì nó nhiều, nhưng mà bây giờ mình nếu mình lấy cái câu chuyện nào mới gọi là để cho nó hơi chững chút á. Dạ. Lúc nãy con được cô kia chia sẻ là ngày xưa ở đây có một cái bức ảnh ngay cặp ven đường á. Là tấm hình rồi đó, bà con cô bác anh chị đi chợ rất là sợ á. Là sao bác hai có thể chia sẻ cho con cùng với quý chị sợ đó bác cái đó không? Tại vì những cái người trước người ta nói, người ta vừa đi ngang cái người ta thấy cũng như cái tấm hình đó đó. Dạ. Cái lết lại cho đó, cái ngồi xuống cho đó, cũng như mấy cái người đi bán khuya đó, thì từ cái chỗ 1-2 người thấy rồi thì mấy cái người thấy người ta đâu có dám đi xuống đường bán khuya, bán 2-3 giờ mà. Và nhiều khi chở rau chở này chở kia đó, cũng như đi rồi ở làm sao rồi gì, cũng như cái kiểu cũng như mình coi trong phim vậy đó. Rồi bắt đầu cái giật xe người ta lại, rồi tiếp cái viết cái cuối cùng cái phải tập hợp ở đây nào 5-7 chiếc xe vậy đó, cũng như cho nó đủ đoàn cái mới đi xuống cái dốc đó, là cái chỗ cái tấm hình mà nãy chú nói đó. Nhưng mà chú thì chú không có thấy cái cảnh đó. Dạ. Trời ơi, chú đi luồn tuôn, chú đi tại vì dân của mình sống đi đêm á, thành ra mình họ không gặp, nhưng mà tại sao mấy bà đó gặp. Dạ. Nghĩa là ngày xưa ở trên cái tuyến đường 595 thì có một cái tấm hình, có tấm hình ở chỗ cái mộ đó đó. Dạ. Chỗ cái mộ mà hai cái màu trắng ngay cái thao cái chân chỗ cái ba nô đó đó. Dạ. Ngang ban tự quản đó, ngang nhà hàng Châu đó. Dạ. Rồi anh chị bà con cô bác đi chợ đêm, chợ đêm rồi về thấy một người ngồi đó. Dạ. Rồi anh chị bà con cô bác không dám đi ngang qua, phải tập trung, phải tập trung 5-7 người mới dám đi qua. 5 người cũng như mình đi chứ. Dạ. 5-6 người mới gan, mới dạng, mới đi ra cái chỗ đó. Dạ. Nghĩa là bác thì không có chứng kiến, chưa nhưng chứng mà kiến. Được anh chị bà con cô bác chia sẻ với nhau, rồi chia sẻ đến bác. Hôm nay bác kể lại cho mình mình nghe. Mới nghe, tại sao mình cũng đi nhưng mà mình không gặp, cũng trên tuyến đường đó mà người khác người ta gặp. Bản thân của bác làm công việc quảng trang ở đây hơn 20 năm rồi, bác thường xuyên lên xuống vào ban đêm đó, thì có bao giờ bác chứng kiến hay trải qua cái câu chuyện không gặp bác? Nhưng mà nó có những cái lúc mà đi làm cũng như đi về chiều cái này nè, cũng như dọn đồ thì cái đường nó trống đi, nhưng mà tụi chú đi thay vì trong cái đường đi mình hiện giờ mình đang đứng đây đi. Dạ. Thì ở đây có khoảng trống nè, nhiều khi mình địa ngang cái mình thấy ngồi đó cũng như một nhóm gì đó 5-6 người, thì cái ý mình nói là chắc mình chưa cũng đồng nghiệp rồi mình mới đi qua, cũng như mình đi qua thì bây giờ cái tầm nhìn mà dù anh có biến ở đâu thì con mắt tôi làm sao mà anh chạy khỏi đâu. Rồi mình thấy ở đó cũng có lui cui này, tại vì mình không có nhận dạng ra được, tại vì tối là sụp tối rồi. Dạ. Thì đi ra đó mình cũng thấy người vậy đó, thấy 5-6 người ngồi ha. Ờ, ngồi hay là đi bóng lảng vảng, thì ý mình nói chắc bên kia cũng người ta cũng đang dọn dẹp như mình, nhưng mà đi qua thì không có người đâu. À, có nghĩa là lúc mình nhìn phớt qua thấy nhìn đang ngồi, mình thấy là mình thấy người ta quay lại trở lại thì không thấy, rồi mình mới đi qua, cũng như ở bên đây mình thấy mình mới đi qua coi bển coi cái phe nào làm. Dạ. Nhưng mà qua thì không thấy ai luôn. Dạ. Đó thì có cái đó mà mình không biết làm sao, thì cái cách thì khi mà chú cho làm mấy cái đó thì chú dạng lắm, chú không có sợ mấy cái đó đâu. Dạ. Tại vì bác hai đã chọn làm cái công việc quảng trang thì bác hai phải chấp nhận việc mà mình thường xuyên mình thấy những câu chuyện tâm linh đó. Hồi đó chú mới lên, chú với vấn đề cái giữa cái người mất chú cũng sợ lắm.
tụi chú lên trên cái hẻm, cái nó có cái đường đi lên chùa luôn á, cái đường dạ. Nó lên Đại Phúc Thanh đó, cái chỗ hồi nãy em ngồi đó là đi cái đường chỗ nhà chú đó, đi lên cái chỗ Đại Phúc Thanh là chỗ mình ngồi đó. Dạ. Rồi sao chú? Rồi bắt đầu mới đi lên trên đó. Đó bắt đầu cái đi xuống, tôi với ông Tỷ cũng như làm chung hồi nãy nói đó, hai dạ. Hai thằng đi cũng như cái đường nó bề rộng nó có 1.5 thước à. Dạ. Đó rồi bắt đầu cái đi dọc vậy nè, cái bắt đầu cái gió đó bắt đầu ở trên nguyên một cái luồng xuống, thì tất nhiên là hai người thì đi cũng như bít cái đường của người ta rồi. Dạ. Đó bắt đầu cái mà chấn vô cái dây đụng mà quay tới một vòng đó, trước đó là nó khó. Gì ghê vậy bác hai? Vậy chứ nó thật ra hồi cái lúc chú mới lên đó, lên rồi khoảng lên lúc chú lên đây năm 98, khoảng năm 99 là năm 2000 rồi đó, cho đây nó sầm quốc lắm mày, nó hôi hám dữ lắm. Dạ. Ở trước này là mương rồi con này con kia chết rồi, nguyên cái chợ là cũng như ở trong này ý là cũng như là cái bãi rác mình đó. Rồi từ từ cái bắt đầu cái người ta mới có mồ mả nè, người ta mới cất, người ta sửa sang, người ta xây dựng vậy đó, rồi nó mới thành cái thời điểm bây giờ đó. Dạ. Nghĩa là mình đi mình gặp phải một cái luồng gió cái mình xoay vòng tròn luôn. Là có là mấy ổng dạ. Đó. Nhưng mà... nghĩa là mình chạm với người âm đó đúng không bác hai? Chạm với người âm đó. Dạ. Mình đâu có thấy người ta đâu. Dạ. Còn tôi ngủ á, cho ổng mà tôi ngủ rồi đó thì cũng như tôi ngủ cái chỗ ngủ là xung quanh cũng mã vậy nè. Dạ. Ừ. Là cái ở đằng nhà mà ở đằng sau cái chòi, cái chỗ cái phòng mà tôi làm mấy cái tấm mộ bia này nè. Dạ. Người ta ở đây người ta cũng nói cũng như cái kiểu cái bốn vía mình nó nặng á. Dạ. Ít gặp mấy ông đó. Mà ngày xưa bác hai nằm mơ thì bác hai gặp những câu chuyện gì bác hai? Thấy nhiều khi đó tự nhiên cái trên này nè, chổi gì cái đi nguyên đoàn xuống cái rủ mình đi. Gì ghê bác hai? Trong mơ rủ mình đi lên, bắt đầu biết đem người ta ra làm gì không? Đem ra bắt đầu cái mổ bụng. Đó cũng như là khiêng cái người đó đó, đem ra bắt đầu cái mổ bụng lên, nhưng mà trong mơ ngủ đó cái mình mới giật mình, nhưng mà trong cái đó thì trong cái thần thức cũng như cái ý mình không có muốn tham gia vô đó, nhưng mà bộ mấy ảnh cũng hối, mấy ảnh cũng lấn, mấy ảnh gì gì đó, chứ còn ở ngoài đó thì nó ngay chưa có gặp. Dạ. Còn ngoài thì nãy gặp nói chú này mình đứng ở đây, cái ông này cũng xách cái đồ ông đi vậy đó. Dạ. Cái mình đi qua cái ổng mất tiêu, mà bên đó đâu có đường nào đâu mà mấy ổng thoát đâu. Dạ. Cái đó thì có. Mà lúc bác hai nằm ngủ á, bác hai gặp 5-6 người mà Dũng mình đi lên mổ bụng đồ á, là bác hai có nhìn thấy gương mặt của những không người không đó thấy không? Mặt đâu, không thấy mặt, không thấy mặt luôn, mặt. Không thấy mặt. Cũng như kêu dạ. Tên vậy đó, rồi mình bật tới vậy. Có những lúc nhiều khi trong mơ mình cũng đang ngủ rồi kêu cái mình cũng bật vậy. Dạ. Rồi mình cũng đi chung với người ta, nhưng mà đi ra thì cũng như suy nghĩ cho mình không có nói chuyện, người ta nói mình nghe chứ mình không có nói chuyện với người ta. Nhưng mà mình có nhìn thấy quần áo đồ không bác hai? Thì cũng như không có quần áo gì, cũng như mình nghe thôi. Thậm chí nó có những cái nhiều lúc mình cũng thấy dụ áo người ông kia cũng mặc bộ đồ pyjama, thì cũng như mình thấy chỉ thoáng một hai người vậy thôi. Dạ. Còn đa số thì mình chỉ nghe cái âm thanh người ta thôi. Dạ. Còn bây giờ đó thì lặng nó nhiều hết. Vậy chứ đây nó quyền bí đó. Chuyển cái ông Phật 15 tấn đi lên khỏi Tha La này một chút, tới đó cái sựng lại. Mà đường thì đâu có chướng ngại gì đâu. Dạ. Nhưng mà không chiếc xe không cũng như đang chuyển ông Phật lên trên chùa đó. Dạ. Và tới đó bắt đầu dừng lại, cái ông sư ở trên cũng đi xuống, ông đi với bốn ông sư nhỏ. Ông sư cũng là ông đứng ngay cái đầu xe, thì ông cũng như mấy cái câu thần chú của người ta. Dạ. Thì ông nói vài tiếng cái chiếc xe tự nhiên chạy lên luôn. Ghê vậy bác hai. Thì đó đây là bây giờ ông tin cho mình, mà gặp những người dân tộc đó, thì người ta sẽ nói. Vậy là ở nghĩa trang của mình cũng có nhiều câu chuyện tâm linh và ly kỳ quá ha bác hai ha. Dạ. Trong đó nó cũng có cái lên mạng, cái tay nào không phải người ta lên mạng, người ta tình cờ người ta chụp. Dạ. Cái đoàn mà đưa ông Phật đi, cái dân nó nói từ cái đây đến trong cái cốc Keng á, nhỏ mà đi vô cốc Keng là chú biết tới 3-4 cây số đó, mà cái người cái lượng xe nó nằm tới trong đó đó. Dạ. Rồi ông Phật mới đưa đi lên, ở dưới thì nói đuôi, chứ ở trên chiếc xe chạy tới đó cái cũng như là nó không nổi, nó quá tải đó, mới kêu ông sư ở trên chùa ông đi xuống. Dạ. Ông xuống thì ông mới đứng trước cái đầu xe đó. Dạ. Ông nói cái gì đó rồi hơi cái tài xế đề ba chạy bình thường lên, anh mới thỉnh ông Phật đem vô chùa. Đó là mấy cái chuyện đó, thì bây giờ không biết sao mình giải mã cái đó, cái nào là đúng cái nào đó. Có nhiều hiện tượng mình không có lý giải được đúng mình không đó lý giải hay? Mình không biết ở bên trong nó là cái gì. Dạ. Thành ra nói cái tâm linh nó cũng có. Dạ. Dạ thưa bác hai, lúc nãy con có trò chuyện với một cô đến viếng mộ người thân đó. Thì cô đó có chia sẻ là ngày xưa có một cái cô gái chết lúc còn mang bầu á bác hai. Thì có rất là nhiều người thấy bác hai. Ừ. Bác hai cũng biết câu chuyện đó không bác hai? Thì cái đó cũng như nói đó, bây giờ cái mộ đó cũng như dời rồi. Dạ. Như đi cũng như trước đó chôn thí gì đó. Dạ. Thì một thời gian đó nó cũng sống động cái kiểu đó, nó cũng như có bầu,
rồi bị bệnh hay cái gì tới chết á. Dạ. Thì cái người đó đi lên nhiều khi về thân nhân người ta cũng gõ cửa cũng như trong xóm gì đó. Gì ghê bác hai. Ở trên này thì hồi nãy chứ kể vậy đó, cũng như dạ. Cái ngọn đèn ở bên đây nè. Dạ. Đi xin số. Thì hai ngọn đèn nè. Dạ. Mấy ngọn bên đây trái, ngọn bên đây nó với cái cự ly nó quá xa thì làm sao mà cái ngọn gió nào mà nó lùa cái đốm lửa này mà nó nhảy qua ở bên cái cây này được đâu. Dạ. Đó nhưng mà cái này nó nhảy qua để hai cây đèn cày đều trái vô. Đó cái bây giờ cái đó làm sao? Với cái lượng gió còn cây gòn, rồi đó chú ở cây gòn này đó chú trồng nó phải lớn nè, không có trồng. Nó nhỏ xíu à. Dạ. 1 2 năm trước. Năm 19, 20 gì đó. Dạ. Chú xỉn cái chú về cũng như mình ôm cái cây gòn vậy nè, nó nói, trời ơi mày bữa nay mày lớn dữ trời. Cũng như mình nuôi nó hồi lúc còn nhỏ vậy đó. Dạ. Nhìn lên trên đọt nó rung rinh. Nếu mà gió thì mà gì cây ghê bác hại. Đây này nó thực tế chứ đâu phải đâu. Dung dinh sao vậy? Chú nói mà nhiều khi chú còn nổi óc á. Trời con thấy tay chân của chú nổi cục hết luôn cái. Thành ra bây giờ nếu con đi mà ví dụ mà vô cái chỗ này mà tự nhiên con nổi óc là mấy ảnh đứng kế bên mình á. Trong cái đó là quan điểm luôn, đúng rồi. Ghê bác hại. Đây này mà tao nói mà tao còn nổi óc tùm lum nè. Trời ơi. Đó cũng như tao lại tao ôm cái gòn tao nói cũng như mình nghĩ mình với nó tiếp xúc với nhau đã mười mấy năm rồi. Dạ. Mình nhìn lên giai đoạn nó cũng như nó mừng, nó làm như nó có cái mộc linh với cái tâm linh chỗ nào nó không biết đâu, cây gòn này nè. Dạ. Cái tao ôm ở trên đọt cái mày nghe, tao ngó lên, nó quay cũng như nó mừng mình vậy đó, ở trên cái đọt đó đó. Đó còn bây giờ nếu mà nói gió thì tất nhiên cái cây mít nó cũng rung rinh, cái bạch đàn nó cũng phải rung rinh vậy, nhưng mà tại sao cây gòn nó rung rinh không? Dạ. Là chỉ đúng một cây gòn mà bác hai ôm rung rinh thôi. Đấy, thì cây gòn đây đó mình trồng nó hồi nó nhỏ đó. Dạ. Rồi sau này cũng như cái kiểu mình lại mình chỉnh rồi mình lại mình ngồi với nó rồi mình ôm rồi mình cũng như mình vuốt ve nó, mình nói cũng như cái quá trình mà mày được như vậy là mười mấy năm rồi. Chú nhìn lên là chú thấy cái chỗ nó rung rinh rồi. Chứ cái cây gòn nó bắt đầu là nó rung thì tự nhiên cái thân của nó bắt đầu nó chuyển động rồi. Nhưng mà các cái cây khác im lìm luôn. Dạ. Lúc đó bác hai có sợ không bác hai? Đâu có sợ gì đâu, cũng như mình đã quen cái đó rồi. Dạ. Chứ con cũng có lúc sợ đó, có lúc nhiều khi cũng chú lên bình lên chú ngồi cái tự nhiên cái nó nổi ốc hết trơn là biết rồi, mấy sư huynh này cũng kế bên này. Dạ thưa bác hai, câu chuyện mà lúc nãy bác hai chia sẻ với con về cô gái mà mang bầu chết á, rồi nhiều người đến xin số mà thấy cái đèn cầy nó nhảy qua đó bác hai. Con nghe anh chị bà con cô bác nói ngày xưa là cô gái đó thường xuyên ngồi cạnh ngôi mộ đúng không bác hai? Ngồi cạnh ngay cái mộ đó, thí dụ người ta đi ngang cái là cũng như cổ ngồi cũng như mấy người ta đi gần ấy, người ta thấy hết trơn ở. Dạ. Nguyên cái dây sóc ở dưới này người ta. Dạ. Cũng thấy tầm nhưng mà cái... lúc thấy cô gái đó là cô gái đó mặc đồ trắng, màu gì bác hai? Đồ trắng, thường thường mặc cái đồ trắng mấy. Dạ. Người ta nói đồ trắng mà không thấy mặt, người ta thấy. Dạ. Tóc xả xuống thôi. Ghê dữ không bác hai? Ừ. Mà rất là nhiều người thấy luôn hả bác hai? Thì cái đó thì cũng như con của người giàu hồi xưa này thì ai cũng thấy ở ngoài chợ. Dạ. Mình nè. Dạ. Rồi cổ có chữa đó, rồi bắt đầu cổ mất. Dạ. Rồi thêm một cái nữa, đằng kia nó cũng có cái mộ vậy nè. Trong cái mộ, một cái mộ vậy nè, mình năm người. Hồi cái thời Pháp lận. Mà cái đó nó linh, con của thằng U, nó quýnh thằng thầy giáo lầm đi, chết. Dạ. Bắt đầu cũng như mà người ta mới thủ án đó. Dạ. Cái nó mới lại ngay cái mộ đó đó. Cũng như người ta nói cái mộ đó, năm người đó linh đó, mình xin, cũng như mình nói gì, mình khấn, yêu cầu của mình vậy đó. Dạ. Thì giảm thì cái ý của nó lại nó muốn nói lên để cho bên vấn đề bên tòa án nó giảm cái hình phạt cho con nó. Dạ. Thì lại ngay cho đó là xin thì trong đêm nó về thì năm cái người đó đó người ta nói yên tâm đi để ở đây rồi tự nhiên người ta giảm thì bắt đầu ảnh về ảnh nói lại với tôi. Dạ. Thì đúng thời gian mà lúc xử con ảnh thì y gan như mà ở trong cái mộ mà người ta nói lại với nó vậy đó. Dạ. Đó, yên tâm ở đây cũng như giảm án vừa kêu 10 năm. Dạ. Nhưng mà lại ngay cái mộ thì cái mộ đó giờ mình đi lên đó, thì cũng thấy năm cái mộ là có năm cái núm vậy nè, năm cái núm. Dạ. Biểu tượng ở trên. Dạ. Chứ còn ở trong cái lồng của nó là năm cái bộ xương. Dạ. Còn cái cô gái mà ngồi xõa tóc á, cô gái mà chết mang bầu á bác hai, bầu. Là nhiều anh chị em bà con cô bác nhìn thấy là lúc đó thấy mấy giờ bác hai? Thấy thì thường thường ở đây thì người ta làm chiều á, chiều tối người ta về sụp tối nè, hoặc cái buổi sáng. Buổi sáng cũng thấy nữa không hai? Thì có buổi sáng cũng như sáng thì cũng như người ta làm cỏ hay người ta đi chặt củi thì người ta cũng gặp vậy đó. Dạ. Vậy là cô gái đó linh dữ lắm á bác hai. Linh. Mà từng ngày người thân trong gia đình bốc mộ đi rồi thì chắc đâu ai nhìn thấy nữa bác hai. Hơi luôn. Dạ. Vì chưa trước đó trường ở Long Xuyên có cái trường Võ Thị Sáu đó, nhỏ mà nó học lớp 9 nó chết á. Dạ. Là cái lúc đó tụi tôi cũng chạy xe lôi. Dạ. Là cái năm đó là Hòa Bình rồi. Dạ. Cán cái đậu sẹp lép à. Dạ. Ngay cái chợ Võ Thị Sáu đó mới cất cho nó cái nhà. Dạ. Cũng như cất cái miễu đó. Dạ.
mày cất chặt quá tối bắt đầu là nó về nó cho nguyên cái xóm nó hay chứ, nó mấy người phải cất cái nhà lại để tôi dẫn chiếc xe đạp tôi vô mới được. Trời ơi ghê bác ơi. Ừ, còn nếu không có rồi thì nó cũng như nó phá nguyên xóm là vườn nhỏ thứ sáu bây giờ người ta mới bốc giải phóng cái nghĩa địa đó đó. Còn cái ông mà ổng mời giữ giữ nhà trường đó, hãy vô tới ngồi nhìn cái phòng có thấy nó ngồi ở trong phòng nó học đó. Nhưng mà chú cũng không gặp, chú cũng chạy xe lôi ở dưới đó thì chú về hết thời gian nông nhàn về mình chạy xe lôi vòng vòng chợ vậy đó. Dạ. Đó còn mấy người kia nó chạy tới nơi cũng chở kêu tới chừng mà đi ra trả tiền cái dừng lại cái nhìn cái mặt máu không rồi, rồi bỏ xe chạy luôn. Gì ghê bác hai. Ừ thì vậy đó, rồi sau này cái bắt đầu cái từ từ cái người ta cúng người ta làm cái miễu thờ từ từ cái cổ công phá nữa. Vậy là cô gái đó chắc mất lúc còn nhỏ tuổi đó, nên nhỏ, linh đó. Cũng như học sinh học dạ. Mới lớp 9 à. Thông thường con được anh chị bà con cô bác chia sẻ những cô gái mà mất đồng trinh đó là linh dữ lắm đúng không bác hai? Đúng rồi. Bởi vì nó trong cái chuyện cái kỳ tích thì nó nhiều lắm, trên này nó cũng nhiều, nhưng mà để bữa nào về rảnh rồi vô bắt bác tỉnh cũng như mình qua Thanh Minh á, qua Thanh Minh thời gian nó dư giả đúng không bác hai? Ở đây thì cũng như bác cũng có nhiều cái sư huynh sư đệ, cũng như nhiều cái ông sư như chùa Long Định cũng có mấy ông sư. Mấy ông cũng có những cái chuyện cũng về về cái Phật pháp đó, cũng nói về cái nghĩa địa này thẩm thoảng như ở trong này thì trên này nó cũng có cái cô Năm Thảo cũng như cũng như lên mạng cũng gì đó rồi. Còn mấy cái ông mà cái bí danh này thì không biết tên gì. Dạ. Bác đó. Hai thì nghe bạn bè cũng như nghe nhiều anh chị bà con cô bác chia sẻ là những câu chuyện tâm linh thôi. Bản thân bác Hai thì chưa bao giờ thấy. Chưa thấy. Dạ. Có bao giờ bác Hai tò mò muốn được nhìn thấy không bác Hai? Thì cũng nhiều khi người ta nói cái khúc đó nó có nhưng mà mình cũng đâu biết đâu. Dạ. Nhưng mà nó tình cờ mà 2-3 ngày cái nó trùng hợp là cái ý mình muốn đi đến đó đó. Cái ý mình muốn đi đến đó đó. Nhưng mà có đi không? Thì sao không đi, nhưng mà mình đi cũng như bây giờ nó nói ở chỗ này nè. Dạ. Ờ nó có cái chủ gì đó thì bây giờ tối cái chú đeo cái đèn nó có cái nón trên đầu gì bắt nhái vậy đó. Dạ. Thì cũng như mình đi cũng như người ta nói ở chỗ đó nó có cái gì đó mà mình hiếu kỳ mình phải đến đó mới được. Dạ. Mà đến mình đâu có thấy gì đâu. Dạ. Mà người khác thì người ta đi lại người ta thấy nó mới ngặt vậy đó. Nghĩa là bác cũng hiếu kỳ cũng muốn nhìn thấy ha, muốn biết chân tướng sự thật ở bên trong nó là cái gì nhưng mà không thấy. Không thấy thì lại thì cũng thấy bình thường, còn người nhiều người ta lại hai thằng. Dạ. Đi lên xong đồng quảng chân tôi đi tôi có thấy đâu, mà kia nó trời ơi anh hai ơi ủa mà sao rồi ông thấy cái gì không mà mình đâu có thấy đâu. Dạ. Nhưng mà nó thằng để đi với tôi thì nó cũng như nó thấy rồi. Dạ. Nhưng mà nó kêu mình thì mình cũng ngó mình cũng đâu có thấy cái gì đâu, nhưng mà nó thấy. Dạ. Còn nó lại nhà tôi nó ngủ á, nó ngủ một lần mà nó không dám ngủ tại nhà này cũng ngủ kiểu mã vậy nè, đâu có ngủ rồi nó lại nhiều khi nó nói tầm bậy tầm bạ vậy đó, tối nó ngủ nó gặp người ta đuổi. Gặp đó. Gì bác hai? Thì nó gặp trong mơ, gặp khủng khiếp vậy đó, gặp đi giết người rồi ha, hoặc là gì đó. Gì ghê bác hai? Ừ, rồi bắt đầu thì nó xong là hoàng tới sáng lại mình có đâu biết. Thế mà bữa sau nó lại nó chơi, nó nói mày lại ngủ à. Mày lại nay nhậu lỡ kia ngủ luôn. Nó nói, thôi đi ngủ nhà anh lần bữa. Đó rồi tới về nó cũng như nó kể lại hồi bữa nó ngủ ở nhà mình sao vậy đó. Dạ. Rồi nó sợ nó không có dám lại ngủ nữa chứ không có gì. Dạ. Nhưng mà trong cái mơ nó ngủ tại vì chỗ chú ngủ rồi mày đừng quên tại sao chú ở trên cao đó. Dạ. Đó mà ví dụ bây giờ nè ngủ thì mình ở đây ví dụ bây giờ mình ngủ kế bên đi rồi tâm lý mà mình mở mắt ra cái mình thấy nó nguyên cái gì cái cũng như là mình trong người nó bị ám ảnh á. Con hiểu ý bác hai rồi. Ừ. Nghĩa nếu mà bác hai cất một cái nhà ở sát mặt đất á phải cao hơn mấy ổng. Dạ. Khi mà bác hai ngủ dậy là bác hai mở mắt ra đầu tiên bác hai sẽ thấy cái mộ nên mình bị ám ảnh, mình sợ đúng còn không? Cái này mình ở trên cao mình chỉ mở mắt lên mình thấy mấy cái đọt cây đi rồi từ đó mình định thần lại. Dạ. Thì mình mới quan sát xuống dưới thì những cái mộ nó vẫn nằm ở dưới chứ không phải mình phạm thượng người ta, tại vì bây giờ cái nguyên lực dụng người ta nằm ở đây thì cái mặt bằng người ta có rồi. Dạ. Bây giờ nhà tôi kế bên giờ tôi cất lên trên đọt cây cái lầu thì tôi ở thì nhưng mà mình để né cái này nè chứ không phải là mình sợ người ta. Một cái ý tưởng cũng rất là hay. Nhưng mà nó có cái con này con kia độc địa bây giờ nó đâu có xâm nhập lên trên cao được đâu. Dạ. Ở đây có một ngôi mộ rất là kỳ lạ. Ừ. Đó là một ngôi mộ được xây bằng gạch đá nhưng mà có một cái ụ mối nó mọc lên đúng không bác hai? Bác hai có thể dẫn cho con đi lại xem ngôi mộ đó được không bác hai? Đây đi qua bãi gốc của chị Năm nè. Dạ. Là cái đó là 4 năm rồi đó. 4 năm nó có bãi lớn đó. Dạ. Tại hồi đó tôi ở này thì nó nhỏ xíu à. Dạ.
Rồi bữa nay 202 lúc đó năm 2018 đó là cái lúc là tôi thường xuyên tôi ở đây rồi. Dạ. Tại vì làm mộ bia rồi là tôi ở đây không à. Dạ. Ở đây 12 giờ đêm bác Hai dám đi lên trên núi không bác Hai? Đi bình thường vậy đâu có gì đâu. Gặp con chắc con không dám đi đâu. Thì không có đi nhưng mà đó cũng đã đợi vậy rồi thì mấy cái chú YouTube đó thì cũng dẫn mấy chú đi biết nhiêu 12 giờ khuya đi tới 4 giờ sáng. Trời ơi. Ghê vậy bác Hai. Đầu tiên cái chân xuất phát cũng từ cái gòn. Dạ. Đi thẳng lên cho nó. Dạ. Mới đi tạt về bên cái góc cái chỗ nãy mình ngồi đó mà nó nằm ở dưới cái chiền. Dạ. Rồi mới đi vòng lên chỗ đài phát thanh là cái đường hồi nãy mình đi xe lên đó rồi đi xuống đường này. Dạ. Cũng đi bình thường đó tặng mấy ông quay phim mừng đêm nãy tôi có nói kể chứ đó. Dạ. Mà đúng là cái không gian của chợ gì đêm nó đúng nó kinh dị thì ông nội ơi, lúc mình nó mở mình coi nó kinh dị lắm. Lạnh lẽo đúng không? Lạnh lẽo á, mình thấy nó như cũng như mình coi trong mấy cái phim mấy nghĩa địa vậy đó. Dạ. Y gan vậy luôn. Trời ơi. Do cái ánh sáng nó tự nhiên nó tạo nên chứ không phải là do cái máy móc của mình tạo lên cái ánh sáng đó. Dạ. Nhưng mà nó có cái ánh sáng điểm chớp mình chứ mình thấy cái màu cái mình thấy cái màu nó cũng như nó chết vậy đó. Dạ. Chứ còn ở đây ở hai mấy năm rồi thì nó ngay mình tôi ở đây tôi không có đụng chạm ai đâu. Dạ. Mấy cái người mà mất rồi ít như nào mà tôi nói tầm bậy với người ta nó cũng nói. Dạ. Tại vì mình với đâu có liên quan gì đâu mà mình nói tầm bậy tầm bạ. Còn nói tầm bậy tầm bạ là bị người ta phạt mình đó. Dạ. Mẹ gò mối nè. Ở đây phải không bác Hai? Dạ, đây nè. Wow. Đúng là một hiện tượng rất là lạ nha quý cô bác anh chị. Ở một cái phần mộ được xây bằng gạch đá sơn phết rất là chỉnh chu hoàn chỉnh. Tuy nhiên lại có một cái ổ mối mọc lên trên như thế này. Người thân trong gia đình có thường xuyên đến đây thắp nhang không bác Hai? Thì đó cũng như làm ở đây thí dụ đi ngang cái nhiều khi người ta chứ nhiều khi ở chủ nhà của người ta cũng không có để ý mấy cái này. Dạ. Nhưng mà mỗi một lần mà hàng năm mình làm cỏ thì người ta nói cái này để lại chứ đừng có phá. Dạ. Còn mấy cái kia mấy cái mà nó mọc ở ngoài đất thì làm cỏ nguyên mặt bằng nào thì người ta kêu phá trơn à. Dạ. Nhưng mà có cái này nó nằm ở trên cái mộ người ta thấy nó cũng như nó ngộ ngộ vậy đó. Con đi rất là nhiều nơi và con được nhiều anh chị mà con có bác chia sẻ là những ngôi miếu hoặc là những ngôi mộ mà có ổ mối mọc lên á thì con cái trong gia đình á làm ăn sung túc phát tài lắm á bác Hai. May mắn đó. Dạ. Cái này là mình nghe mấy cái ông bà xưa người ta cũng hay nói đó, như trong nhà tự nhiên cái nó có cái gò mối gì đó. Dạ. Là làm ăn phát tài lắm. Là tự nhiên cái cái niềm tin rồi cái gì đó nó sẽ đưa đến cái may mắn cho mình. Dạ. Dạ con cảm ơn bác Hai đã dành chút thời gian quý báu để chia sẻ cho con những câu chuyện tâm linh rất là hay trong ngày hôm nay. Thì hôm nay con đến đây có món quà nhỏ nhỏ của cô Nguyệt gửi tặng cho bác Hai với số tiền là 500.000 đồng. Chiều giờ thì bác Hai cũng đã chia sẻ về hoàn cảnh của bác Hai cho quý anh chị và con cô bác được biết. Nếu quý cô bác anh chị nào quan tâm về cuộc sống của bác Hai thì có thể liên hệ với số điện thoại của bác Hai ở trên màn hình. Tạm thời thì clip cũng đã khá là dài thì tình xin kết thúc clip tại đây. Mến chúc bác Hai cùng với quý anh chị và con cô bác đang xem trên kênh YouTube của Tình Vlog có thật nhiều sức khỏe. Quý cô bác anh chị có thể ấn like cũng như là chia sẻ đăng ký kênh để xem nhiều nội dung mới nhất về kênh. Do thời gian vừa qua thì Tình có bận công việc với gia đình nên không có ra clip thường xuyên cho quý cô bác anh chị được xem. Sắp tới thì Tình sẽ ra nhiều cái sản phẩm hay cũng như là tìm kiếm những câu chuyện tâm linh dân gian Việt Nam cực kỳ hay để gửi đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị thương yêu thì hãy đăng ký kênh cũng như là ấn like để cho Tình có động lực làm nhiều nội dung mới nhất về kênh. Tạm thời thì con xin chào tạm biệt bác Hai hen. Dạ, con sẽ gặp lại bác Hai trong thời gian sớm nhất để bác Hai có thể chia sẻ những câu chuyện tâm linh hay cho quý cô bác anh chị được thưởng thức hen. Dạ, bác Hai giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chú Tình, chú Nguyệt. Thôi vậy thôi, cái lời cuối thì thôi cũng cảm ơn chú với cô Nguyệt. Dạ.